Alo. Vâng, chị Ngân à. Vâng. Chị nhà chị là ở tòa nhà nào ấy nhỉ? Nhà chị là ở nhà A1, tức là nhà cuối cùng của cái dãy rừng cỏ ấy. Dãy rừng cọ. Em đang ở cái vườn mai thì là cũng xa nhỉ? À, không, không Vườn xa, mai. nhưng mà có điều là bây giờ nó đang làm đường, nó chắn, thành ra Hồng phải đi vòng một chút. Vâng, tức Vâng. là chỗ nhà A1 tầng bao nhiêu ạ? A1 tầng 8. Tầng 802 802 A1 tầng 8 tính là phòng, 802 gần chỗ tính là rừng phòng cọ. số 2. Vâng, Ừ, 802. tức Vâng, là rồi em sẽ gọi hỏi cái người ở đây thôi thì mới biết được. đúng Vâng. rồi, hỏi người ta chỉ cho cái đường, tại vì Tức nó là phải nhà đi chung vòng. cư A1 đúng không ạ? Vâng, Đấy, tức nhà là chung cái dãy nhà mà bên tay phải của Hồng đấy, không cư. phải là Vâng. bên vườn mai. Vâng, Bình bên tay thường nhé, là phải. Hồng có thể rẽ ngay ở cái chỗ nó chắn, nhưng À vì nó vâng. đang làm đường, đâm ra nó chắn thì nó phải đi vòng, À thì vâng, Hồng nói rồi. với bảo vệ nó chỉ cho nhé. Vâng, đây em sẽ hỏi bảo vệ đây. Vâng, em cảm ơn Ừ, chị. rồi rồi Vâng vâng ừ, không có vâng gì. vâng Ừ, vâng không có chào gì chị. nhé. Vâng. Bảo vệ ơi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Anh ơi. À em à, cho anh chỉ đường cho anh đến cái nhà A1 bên gần rừng cọ. Không, cái nhà chung cư cơ. Vâng, cái bay giữa phải đi đi đến. À thế à? Chứ không phải cái dãy kia à? Tại đang làm đường đang cấm ấy ạ. À rẽ phải. À ok, cảm ơn. Còn xa không? Đây thôi ạ. Ok. Số
Anh ơi, cho hỏi đường này đến nhà A1 đi đường nào anh? A1 anh chạy thẳng nhà A1 đầu tiên, bên rẽ trái nhé. Rẽ trái luôn đây phải không anh? Vâng, rẽ trái chạy thẳng. Vâng, cảm ơn anh. Đây anh.